Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tình hình kết quả công tác xây dựng đảng quý 1 năm 2023. Hội nghị do ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Trung ương chủ trì. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã đến dự ở điểm cầu Cần Thơ. Trong quý 1, Ban tổ chức Trung ương đã tham mưu ban hành 3 quy định, kết luận đề án nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác năm 2023 và ban hành hai hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng kịp thời tham mưu công tác nhân sự thường xuyên và độc xuất, bao gồm nhân sự cấp cao của đảng, nhà nước. Thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, có nhiều cách làm hiệu quả trong quá trình tham mưu về công tác tổ chức xây dựng đảng. Ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm như các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương, Trung ương 5, Trung ương 6, khóa 13 và các kế hoạch liên quan triển khai các đề án các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và chất lượng